Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh tin tức 24 giờ. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng lắng nghe. Ngày hôm qua, đại họa lại tiếp tục đổ lên đầu Trung Quốc bằng những trận động đất mạnh lên tới 7,9 độ Richter, kèm theo mưa bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua không ngừng nghỉ, khiến hai nơi được cho là xinh đẹp nhất của Trung Quốc bị cuốn trôi dưới dòng sông Dương Tử. Hàng triệu người dân Trung Quốc tháo chạy sang Việt Nam để lánh nạn. Cụ thể, theo tờ báo NTD sáng nay đưa tin, trong 2 ngày, hai huyện thuộc thành phố Trang An, tỉnh Tứ Xuyên lần lượt xảy ra 3 trận động đất mạnh 6,1 độ Richter, 4,5 độ Richter, 5,72 độ Richter. Hai trận động đất vào ngày hôm qua đã khiến 4 người chết do bị đá văng trúng người và 41 người bị thương. 12.722 người đã được di tản khẩn cấp. Theo tin tức mới nhất, tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, thành phố Trang An ghi nhận 4 người thiệt mạng và 41 người bị thương do động đất tại hai huyện Lô Sơn và Bảo Hưng. Có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Tin tức trước đó cho biết tính đến 6 giờ sáng cùng ngày, huyện Bảo Hưng đã có 4 người thiệt mạng, 14 người bị thương. Huyện Lô Sơn có 11 người bị thương. Tính đến 5 giờ sáng nay, 12.722 người đã được di tản khẩn cấp. Sáng qua, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc đưa tin vào lúc 7 giờ 48 phút cho biết, huyện Lô Sơn tiếp tục xảy ra trận động đất với cường độ 5,72 độ Richter ở 30,39 độ Vĩ Bắc, 102,91 độ Kinh Đông. Tâm chấn sâu 18 km, trận động đất 6,1 độ Richter ở Lô Sơn là dư chấn của trận 7 độ Richter năm 2013. Trước đó, vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, huyện Lô Sơn cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại vị trí 30,7 độ Vĩ Bắc, 102,94 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu là 17 km. 3 phút sau, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter xảy ra tại huyện Bảo Hưng với độ sâu chấn tiêu 18 km. Trong cuộc họp báo về trận động đất ngày hôm kia, chuyên gia nói rằng trận động đất 6,1 độ Richter ở Lô Sơn là dư chấn của trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra vào ngày 20 tháng 4 năm 2013. Hai tâm chấn cách nhau khoảng 9 km. Thiệt hại sau trận động đất 6,1 độ Richter vào ngày hôm qua đã làm hư hại nhà cửa ở một số thị trấn và làng mạc thuộc huyện Lô Sơn và Bảo Hưng. Sinyonet cho biết, tối ngày hôm kia, văn phòng thành ủy Gia An cho hay cả 4 người thiệt mạng đều bị đá văng trúng người. Theo các đoạn video được đăng tải trên Internet, người dân ở huyện Bảo Hưng đã chạy xuống khu đất bằng phẳng để tránh động đất. Khi đó, đá trên núi không ngừng lan xuống. Một số ngôi nhà ở khu vực nông thôn của huyện Lô Sơn đã bị nứt. Một số ô tô đã bị những tảng đá lớn làm hư hỏng nặng. Trận động đất đang nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng đại lục. Từ 2 ngày nay, các chủ đề liên quan đều đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo và Baidu. Ngoài ra, theo số liệu đo điện lực Tứ Xuyên công bố, tính đến 9 giờ tối ngày hôm kia, 6 trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Lô Sơn đã khiến một trạm biến áp 110kV, 11 trạm biến áp 35kV, một đường dây 110kV, 4 đường dây 35kV và 43 đường dây 10kV ngừng hoạt động. Gần 50.000 hộ dân đang bị mất điện sau khi trận động đất xảy ra. Tất cả các chuyến tàu tại ga xe lửa Đông Thành Đô đã tạm ngừng hoạt động. Cảnh báo thảm họa địa chất cũng trong thời điểm này, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo, trong 3 ngày tới huyện Lô Sơn sẽ có mưa nhiều và gió giật mạnh. Trước tác động của các trận mưa và động đất, địa phương cần chú ý đến thảm họa địa chất như sạt lở núi, sụt lún. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc sau bao ngày im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, vào tối ngày hôm qua, truyền thông của nước này đã buộc phải công khai một sự thật rằng mưa to, gió lớn, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở cộng thêm động đất sông Hằng đã nhấn chìm và cuốn trôi hai địa điểm được cho là xinh đẹp và tuyệt vời nhất của Trung Quốc, đó là Tứ Xuyên và Hồ Nam. Ngoài ra, lũ trên các sông ở thượng nguồn đổ về đã gây ra cảnh ngập lụt trầm trọng ở một số địa danh nổi tiếng, đặc biệt là địa danh mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những địa danh có niên đại lên đến 2.000 năm tuổi, nổi tiếng ở Trung Quốc và trên thế giới. Những hôm qua, nó đã bị lũ lụt nhấn chìm trong biển nước. Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV còn cho biết, sau bao ngày chịu đựng những cơn mưa lớn kéo dài không ngớt, sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang của Bắc Kinh, sau khi lần đầu tiên trong lịch sử đã phát ra thông báo hồng thủy số 3, tức là trận lũ thứ 3 trên sông Trường Giang, con sông lớn nhất của Trung Quốc. Hôm qua, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn miêu tả chi tiết, hiện mực nước trên sông Trường Giang đã vượt mức báo động đỏ lên tới 2 mét. Tốc độ dòng chảy trên con sông được công bố là 50.000 mét khối, một trong những tốc độ dòng chảy lớn nhất thế giới. Hiện nhiều tuyến đê bao trên con sông này đã bị vỡ, khiến lượng nước tràn về khá nhanh, ngập toàn bộ các tỉnh như Tứ Xuyên, Hồ Nam, khiến cho khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn bị nhấn chìm trong nước lũ. Thiệt hại hiện tại không thể đong đếm được bằng tiền. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết,
trên thế giới chưa có một ai và một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc, không phải vì tính chất nhân đạo mà là do cách sống, cách đối thoại, đối ngoại của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc ông Tập Cận Bình trong thời gian vừa qua đã làm cho thế giới mất lòng tin. Các nhà quan sát cho rằng, chỉ cần nhìn vào 14 nước láng giềng với Trung Quốc, thì nước này đã đi gây gổ, gây hấn, dùng vũ lực cướp bóc và xâm chiếm lãnh thổ tới 13 nước xung quanh, tự hỏi rằng có ai, có nước nào dám kết thân và chơi với cả Trung Quốc nữa hay không. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Trung Quốc đang gặp hoạn nạn, nhưng không có một ai và một nước nào ra tay cứu giúp, bởi vì họ lo ngại rằng giúp đỡ Trung Quốc xong họ lại quay ra cắn lại thì biết làm sao. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, cơ quan đầu não và quan chức trong chính phủ của ông Tập vẫn ung dung ủ mưu, ủ kế đi gây hấn, xâm chiếm Biển Đông. Bằng chứng rõ rệt nhất là trong khi đất nước của họ đang bị lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần thì chính quyền của ông Tập đã phát động cho hải quân của nước này ngang nhiên mang rất nhiều tàu chiến, tàu hải cảnh, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, mang theo vũ khí hạng nặng tiến hành tập trận bắn đạn thật quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bất chấp luật pháp quốc tế và bất chấp chỉ trích các nước trong khối ASEAN, ngay lập tức chính phủ Mỹ đã lên tiếng phản đối chính phủ Trung Quốc khi nói rằng Bắc Kinh đã quá tham lam và vô độ khi không lo ứng cứu cho người dân trong lúc hoạn nạn đang xảy ra mà còn đi nghĩ kế xâm chiếm Biển Đông. Hành động trên của Trung Quốc được cho là thiếu tính nhân đạo và thiếu tình người. Phát biểu trên tờ báo Hinyan News, một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho rằng lẽ ra chính phủ của Trung Quốc nên dồn toàn lực vào công cuộc phòng chống đại dịch và thiên tai lũ lụt để giúp đỡ cho những người dân thường vô tội. Nhưng ở đây chính quyền của ông ta lại không làm điều đó, họ bỏ mặc dân chúng. Lũ về, mưa về, họ mặc kệ cả động đất xảy ra thì họ cho xả đập Tam Hiệp, nhấn chìm toàn bộ 26 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc. Vậy mà chính quyền của ông ta lại đi ngang nhiên xâm chiếm Biển Đông và đi gây gổ đánh nhau đẫm máu với cả Ấn Độ. Hành động trên quả là không thể chấp nhận và dung tha được. Đây chính là tội ác mà chính quyền ông Tập gây ra, cho nên bây giờ trời không dung, đất không tha. Mẹ thiên nhiên và ông trời luôn công bằng với cả mọi người khi đã ra tay trừng trị Trung Quốc để bảo vệ thế giới. Hiện tại không một ai và không một nước nào thân thiết với chính quyền của ông Tập cả, bởi vì những điều ông ta gây ra tội lỗi cho thế giới là không thể nào mà tha thứ. Họ chỉ thương tiếc cho 1.4 tỷ người của Trung Quốc mà thôi. Thưa quý vị, thông qua tờ báo Hoa Nam, cơ quan công luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, động đất liên tục xảy ra ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Điều này đang làm cho giới chức của Trung Quốc vô cùng lo lắng. Hiện Bắc Kinh đang ăn không ngon ngủ không yên vì thiệt hại thiên tai và dịch bệnh đang tàn phá nặng nề. Báo của Trung Quốc trích dẫn lời của một lãnh đạo trong ngành thủy văn của nước này cho biết, trong 2 ngày, hai trận động đất có cường độ cao lên đến 8 độ Richter liên tiếp xảy ra tại thành phố Tứ Xuyên và Quý Châu, thuộc thượng lưu sông Dương Tử có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến con đập Tam Hiệp. Còn trung tâm mạng lưới động đất của Trung Quốc mang tên CNC cho biết, trận động đất tại Tứ Xuyên có cường độ 8 độ Richter đã xảy ra vào rạng sáng, ở độ sâu 8 km dưới lòng đất. Tiếp đó, một cơn địa chấn mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển huyện Khánh Dương thuộc tỉnh Quý Châu. Vào trưa ngày hôm qua, lúc 11 giờ 11 phút được biết hai trận động đất liên tục này đã gây ra sóng thần và mức độ của nó lên đến 40m, cao hơn tòa nhà 10 tầng nhấn chìm toàn bộ Tứ Xuyên, Vân Nam, Vũ Hán và một nơi địa danh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn. Hiện rất nhiều thương tiếc cho khu vực du lịch khét tiếng này của Trung Quốc, bởi nó đã tồn tại được 2.000 năm tuổi, nhưng hôm kia nó đã bị nhấn chìm với mực nước sâu khoảng 10m. Hiện tượng động đất liên tiếp xảy ra tại thượng nguồn sông Dương Tử, nơi con đập Tam Hiệp được xây trên dòng chảy, đã khiến nhiều người quan chức của Trung Quốc lo ngại rằng nếu tình trạng này còn tái diễn thì một số con đập nhỏ hơn con đập Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Dương Tử có nguy cơ bị vỡ, và như vậy nó sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền domino, khiến cho con đập Tam Hiệp có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Nếu như nó vỡ, nó sẽ cuốn trôi mùng 2 tháng 3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Vì hiện tượng động đất, lũ quét sóng thần, sạt lở xảy ra hầu như toàn bộ 26 tỉnh miền Nam của nước này. Đứng trước những thảm họa nguy hiểm đến như vậy, Trung Quốc đã tiến hành kích hoạt phản ứng chống lũ lụt đập Tam Hiệp. Con đập này ngày hôm qua đã mở thêm một cửa xả nữa, đó chính là cửa xả số 4. Như vậy, tổng số cửa xả mà con đập Tam Hiệp hiện đang mở là 4 chứ không phải 2 như những tin đồn trước đây. Truyền thông của Trung Quốc đã ra cảnh báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt 50.000 mét khối trên giây, nhưng sau đó đã phải nhanh chóng sửa lại, bởi vì lưu lượng nước đổ về rất nhanh, đạt mức 54.000 mét khối, một trong những lưu lượng nước trên thế giới chưa từng có trong lịch sử. Tỉnh Hồ Nam đã phát quần áo, đón trực thăng, dựng trại lán ở những ngọn núi cao. Trang Nhân dân Nhật báo vào sáng ngày hôm qua đã đưa tin, Trung Quốc từ tối ngày hôm qua đã cho khởi động khẩn cấp, cấp độ 1, tức là cấp độ cảnh báo cao nhất nhằm phòng chống lũ khi mưa lớn, dẫn đến mực nước dâng cao ở thượng nguồn sông Dương Tử.
Đứng trước tình thế cấp bách và nguy hiểm kể trên, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã hô hào toàn quốc và người dân của Trung Hoa Đại Lục hãy khẩn trương chống lũ. Nhưng sau đó họ vẫn xả thêm một cửa xả lũ của đập Tam Hiệp. Điều này đã gây ra cho ngập lụt 26 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Thưa quý vị, vào lúc 20 giờ tối ngày hôm qua, Ủy ban Chỉ huy cứu nạn hạn hán lũ lụt quốc gia Trung Quốc đã khởi động phản ứng cấp độ đỏ nhằm phòng tránh lũ lụt, lũ kép, động đất và sóng thần thông báo cho khu vực liên quan, đồng thời cử mấy tổ công tác cứu trợ Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy để hỗ trợ công tác chống lũ thiên tai mà các địa phương này đang gặp phải. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tàu chiến Mỹ áp sát Trường Sa, Mỹ điều tuần dương hạm USS Chancellorville áp sát quần đảo Trường Sa. Trong hoạt động thực thi quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, ngày hôm nay, tàu USS Chancellorville thực thi quyền tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế tại khu vực gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết trong thông cáo hôm nay. Hạm đội 7 cho biết tuần dương hạm USS Chancellorville đã tiến vào khu vực các bên đưa ra yêu sách chủ quyền quá mức trong chiến dịch tuần tra tự do hàng hải. Đây là thuật ngữ Hải quân Mỹ thường sử dụng để chỉ khu vực 12 hải lý quanh các thực thể trên Biển Đông. Tian Junli, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc, trước đó tuyên bố lực lượng nước này đã xua đuổi tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Mỹ, xâm phạm cái gọi là an ninh và chủ quyền của Trung Quốc gần quần đảo Trường Sa. Hải quân Mỹ bác bỏ tuyên bố này của phía Trung Quốc là không đúng sự thật, khẳng định Mỹ đang bảo vệ quyền tự do hoạt động của máy bay, tàu thuyền ở những nơi luật pháp quốc tế cho phép. Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép 7 thực thể tại quần đảo này và tiến hành hoạt động bồi đắp, quân sự hóa đảo nhân tạo phi pháp, bất chấp quy định của luật pháp quốc tế và phản ứng của thế giới. Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép 7 thực thể tại quần đảo này và tiến hành hoạt động bồi đắp quân sự hóa đảo nhân tạo phi pháp, bất chấp quy định của luật pháp quốc tế và phản ứng của thế giới. Hải quân Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tự do hàng hải phonop trên Biển Đông. Trong đó có điều chiến hạm áp sát hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Lần gần nhất Mỹ điều chiến hạm áp sát Trường Sa là ngày 16 tháng 7 với khu trục hạm USS Bedford. Trung Quốc đơn phương vẽ ra đường chín đoạn nếu yêu sách chủ quyền phi lý với hầu hết diện tích Biển Đông. Tòa trọng tài thường trực năm 2016 bác bỏ yêu sách này, nhưng Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố không thi hành phán quyết. Việt Nam từng nhiều lần lên án hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Trường Sa và Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động của các bên tại Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị. Hé lộ, Trung Quốc biến Biển Đông thành bệ phóng tên lửa hạt nhân. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc đang tiến một bước gần hơn đến việc biến Biển Đông thành nơi trú ẩn của các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo SSBN, một động thái có thể đặt lục địa Mỹ vào tầm bắn của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBL GL-3 của vùng nước nửa kín và cạnh tranh gay gắt này. Vừa qua, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Paparo, thừa nhận với các phóng viên quân sự của Washington rằng Trung Quốc đã triển khai SLBM GL-3 trên 6 chiếc SSBM Type 094, giúp nó có khả năng tấn công Mỹ từ vùng biển gần bờ tới bờ biển Mỹ. Ông Paparo nhấn mạnh rằng những chiếc SSBM này được chế tạo để đe dọa Mỹ và Hải quân Mỹ đang theo dõi xa xa chúng. Một năm trước, Lầu Năm Góc cho biết Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA sẽ có khả năng nhắm mục tiêu vào Mỹ từ vùng biển ven bờ Trung Quốc. Paparo từ chối bình luận khi được hỏi SSBN Type 094 của Trung Quốc có thực hiện các cuộc tuần tra răn đe gần Hawaii hay không. GL-3 có tầm bắn ước tính hơn 10.000 km cho phép Trung Quốc nhắm mục tiêu vào Mỹ từ một căn cứ được bảo vệ ở Biển Đông. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ Đô đốc Charlie Richard nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hồi tháng 3 này. Theo một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, CIS, nếu đúng GL-3 là một cải tiến đáng kể so với tên lửa trước đó GL-2 có tầm bắn 7.200 km. Theo CIS, điều đó mang lại cho SSBN Type 094 của Trung Quốc khả năng tấn công Alaska từ biển Bột Hải.
CIS lưu ý rằng để tấn công bờ Tây Mỹ, SSBN Tri-94 được trang bị GL-2 sẽ phải ở vùng biển phía đông Hawaii do hạn chế về phạm vi. Đáp lại các tờ báo cáo, tờ Thời báo Hàn Cầu, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc tuần trước đã chỉ trích Mỹ có động cơ thầm kín bằng cách thổi phồng mối đe dọa Trung Quốc nhằm tìm kiếm sự hiện diện lớn hơn ở châu Á-Thái Bình Dương dưới hình thức có thêm lực lượng chống tàu ngầm và SSBN Love Columbia của riêng mình. Nó cũng tuyên bố rằng nhận thức về mối đe dọa gia tăng đối với Trung Quốc là một cách để quân đội Mỹ có thêm kinh phí. Thời báo Hoàn Cầu lưu ý rằng Trung Quốc vẫn chưa công bố việc đưa GL-3 vào hoạt động, mặc dù Trung Quốc đã tiến hành phóng thử GL-3 vào tháng 6 năm 2019, nhưng các cuộc thử nghiệm theo lịch trình là tiêu chuẩn và không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu nào, báo cáo có Thời báo Hoàn Cầu cho biết. Nó nhấn mạnh rằng Trung Quốc duy trì chính sách phòng thủ quốc gia và chiến lược quân sự phòng thủ tích cực. Báo cáo của Tờ báo Hoàn Cầu cũng lưu ý rằng mặc dù Trung Quốc không có kế hoạch mở rộng đáng kể cho hạt nhân, nhưng sẽ tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí này trong bối cảnh môi trường an ninh chiến lược đang thay đổi. Học thuyết hạt nhân của Trung Quốc dựa vào hạm đội SSBN mạnh mẽ. Trong một báo cáo năm 2016 của quỹ Carnegie vì hòa bình khu vực, Li Pingxia lưu ý rằng chính sách không sử dụng trước răn đe hạt nhân tối thiểu, cưỡng chế chống lại hạt nhân và răn đe hạt nhân hạn chế là những đặc điểm quan trọng trong học thuyết hạt nhân của Trung Quốc. Xin lưu ý rằng SSBN của Trung Quốc rất cần thiết cho khả năng tấn công hạt nhân lần hai của nước này và chiến dịch nâng cấp hạm đội cho phép Trung Quốc tự tin hơn về chính sách không sử dụng trước. Đồng tình với quan điểm này, Fiona Cunningham lưu ý trong một bài báo năm 2020 cho tờ Prestigious rằng cấu trúc lực lượng hạt nhân của Trung Quốc được tối ưu hóa để chống lại các cuộc tấn công phủ đầu của kẻ thù và trả đũa các mục tiêu chiến lược thay vì đe dọa đáng tin cậy việc sử dụng khí tải hạt nhân đầu tiên. Cunningham cũng nhận định rằng mặc dù các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tranh luận về việc thay đổi chính sách hạt nhân không sử dụng trước của Trung Quốc theo thời gian, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc có kế hoạch sớm thay đổi chính sách này. Việc triển khai GL-3 sẽ đánh dấu một bước nâng cấp đáng kể đối với khả năng sống sót của lực lượng răn đe dưới biển của Trung Quốc. Một báo cáo của quỹ Carnegie về hòa bình khu vực năm 2018 lưu ý rằng tầm bắn hạn chế của SSBN-LZ-2 có nghĩa là nó không thể vươn tới Mỹ nếu được phóng từ vùng biển ven bờ Trung Quốc. Báo cáo nói rằng các SSBN của Trung Quốc sẽ cần phải đi vào Tây Thái Bình Dương để tấn công đất liền Mỹ bằng tên lửa. Một báo cáo năm 2015 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS lưu ý rằng Mỹ và các nước đồng minh có thể khai thác các điểm nghẽn bao gồm eo biển Miyako, kênh Basi và biển Sulu để theo dõi các SSBN của Trung Quốc trên đường đến Thái Bình Dương. Những lỗ hổng này đi ngược lại triết lý cơ bản của SSBN mà theo báo cáo của CSIS là ẩn mình trong sự bao la của đại dương để không thể phát hiện hoặc dự đoán vị trí của nó. Do đó, việc giới thiệu GL-3 có thể cho phép Trung Quốc thực hiện chiến lược căn cứ ở Biển Đông, loại bỏ nhu cầu các SSBN đi vào Thái Bình Dương để phóng SLBM. Trong chiến lược này, Trung Quốc sẽ sử dụng Biển Đông như một nơi trú ẩn cho các SSBN với khu vực được bảo vệ bởi máy bay và tên lửa trên đất liền, lực lượng hải quân và các đảo kiên cố. Cấu hình nửa kín của Biển Đông và sự gần gũi với bờ biển của Trung Quốc làm cho nó trở thành một khu vực lý tưởng để thực hiện chiến lược với căn cứ tàu ngầm lớn của Trung Quốc ở Hải Nam, cho thấy rằng họ đang di chuyển hạm đội SSBN theo hướng đó. Nói một cách logic, Trung Quốc sẽ dễ dàng duy trì SSBN tầm ngắn hơn nhiều so với các cuộc tuần tra ngoài khơi, với các cơ sở chỉ huy và kiểm soát đóng ở các vùng biển gần đó. Do Biển Đông nằm giữa các tuyến đường liên lạc chính trên biển Slope, môi trường tiếng ồn dưới nước khiến việc phát hiện các SSBN của Trung Quốc trở nên khó khăn hơn, cho phép chúng ẩn nấp giữa các đặc điểm âm thanh, nhiệt độ và tiếng ồn độc đáo dưới nước của khu vực. Trong một diễn biến khác, mới đây, giới chức Philippines đã chính thức yêu cầu Trung Quốc giải thích sau khi một tư lệnh quân đội Philippines nói rằng tàu hải cảnh của Trung Quốc đã giành lại mảnh vỡ tên lửa mà lực lượng hải quân Philippines thu được ở khu vực Biển Đông. Vụ việc xảy ra hôm vừa qua ở đảo Thị Tứ, một cấu trúc thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng Philippines đang chiếm đóng. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc rằng tàu hải cảnh của họ đã giành lại mảnh vỡ khi các thủy thủ Philippines đang kéo nó về bờ. Theo đô đốc Alberto Carlos nói rằng con tàu của Trung Quốc đã chặn tàu của Philippines trước khi lấy lại bộ phận tên lửa, nhưng không ai bị thương trong vụ việc. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc, nói rằng bộ phận tên lửa đã được lực lượng Philippines trao trả sau một cuộc trao đổi hữu nghị.
Mảnh vỡ này là bộ phận của một tên lửa mà Trung Quốc vừa phóng lên. Đây là một trong hàng loạt vụ việc căng thẳng xảy ra ở vùng biển tranh chấp có liên quan đến tàu Trung Quốc. Các tàu hải cảnh của Trung Quốc nhiều lần chặn tàu tiếp tế của Philippines đưa đồ cho lực lượng trên cấu trúc tranh chấp. Nhưng trước đây chưa từng xảy ra việc giành lại đồ vật từ tay hải quân nước khác. Ông Carlo nói rằng các thủy thủ Philippines dùng camera tầm xa đã phát hiện mảnh vỡ trôi dạt trên biển. Ở vị trí cách đảo thị tứ của Việt Nam hơn 500m, họ đã mang tàu ra kéo vật thể về đảo. Khi bắt đầu quay về đảo, họ phát hiện một tàu hải cảnh của Trung Quốc mang số hiệu 5203 đang tiến đến và chặn đường. Ông Carlo tuyên bố, con tàu Trung Quốc sau đó thả thuyền hơi và điều người ra giành lại mảnh vỡ bằng cách cắt đứt dây lai dắt. Nhóm thủy thủ Philippines quyết định từ bỏ và quay lại đảo. Ông Carlos cho biết, thiếu tá Cherry Tindock, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh phía Tây, nói rằng vật thể bằng kim loại trông giống như mảnh vỡ tên lửa khác của Trung Quốc rơi xuống vùng biển này trước đây. Bà cho biết các thủy thủ Philippines không can thiệp hành động của phía Trung Quốc. Căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiếp diễn trong nhiều năm do yêu sách của một số nước trong khu vực đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Các quốc gia liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu vùng lãnh thổ này là Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo. Ngoài vị trí chiến lược nằm ở ngã tư của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa còn được các chuyên gia đánh giá là nơi tập trung trữ lượng dầu và khoáng sản lớn. Tại các hội nghị họp báo quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện rõ lập trường của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Hà Nội nhiều lần tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Theo đó, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan đến Biển Đông, vốn đã được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982, cũng như Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên COC. Chắc các bạn cũng đã thấy, từ ngày ông Joe Biden bước chân vào Nhà Trắng, Washington tiếp tục duy trì thái độ cứng rắn đối với Bắc Kinh và cho thấy rõ mối quan tâm trong việc củng cố vai trò của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với vị trí địa chiến lược nằm ngay giữa vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Mỹ muốn biến Việt Nam thành trục chính cho sự dấn thân của họ để đối phó với Trung Quốc. Nhưng đó chưa phải là tất cả lý do để Mỹ công khai khẳng định Việt Nam quan trọng nhất với họ tại khu vực này. Bởi hơn ai hết, Mỹ dù không nói ra nhưng biết chỉ Việt Nam mới đủ sức tác động tới Trung Quốc. Đây cũng chính là nhận định của các chuyên gia Nga, được tờ Sputnik News đăng tải mới đây. Vậy cơ sở nào để khẳng định chỉ Việt Nam mới có thể tác động tới Trung Quốc? Cùng tin mới tìm hiểu ngay sau đây nhé! Như các bạn đã biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình đã gặp nhau tại Bắc Kinh. Điều đáng nói là Trung Quốc coi trọng sự kiện này hơn cả một chuyến thăm song phương thông thường của hai nước láng giềng. Ngoài việc đón tiếp theo nghi thức quốc gia cao nhất, điều mà ai cũng nhận thấy chính là những cử chỉ thân tình, những cái ôm bắt tay thân mật gần gũi của hai người đứng đầu hai đảng, hai nước, tới mức không còn ai nhớ tới Trung Quốc đang thực hiện chính sách Zero Covid. Nếu so sánh với cách đón các chính khách quốc tế khác, sau đó tới Trung Quốc thì có một sự khác biệt không hề nhẹ. Từ hình thức tới nội dung, những thông điệp của cuộc gặp gỡ được coi có tính lịch sử. Chính từ điều đặc biệt đó mà hôm vừa qua, tờ Sputnik News phiên bản tiếng Việt có bài Hà Nội không bao giờ cho phép Hoa Kỳ lợi dụng Việt Nam để chống Trung Quốc của tác giả Vladimir Fedorov. Đáng chú ý, tác giả bài viết dẫn nhận định của chuyên gia Dmitry Moskayov, Giám đốc Trung tâm Đông Nam Á, Australia và Châu Đại Dương của Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga khẳng định rằng ở Đông Nam Á, xét về sức mạnh, về đà phát triển kinh tế, không có nước nào khác ngoài trừ Việt Nam, quốc gia giáp với Trung Quốc, đủ khả năng tác động đến việc láng giềng lớn này. Còn nhớ, năm 2014, tại Hội nghị quốc tế về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, giới học giả quốc tế đã nhận định rằng nếu hiểu Trung Quốc thì chỉ có Việt Nam. Hẳn điều này với nhiều người, nhiều nước không thích và cũng chẳng ưa. Nhưng rõ ràng là sau cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình, thì ngoài Nga ra, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Nói về kinh tế, nhìn thì có vẻ Việt Nam được lợi hơn khi ngay bên cạnh là thị trường màu mỡ nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ dân, nhưng ngược lại cũng thấy Trung Quốc hẳn có lợi không nhỏ khi thực hiện buôn bán với Việt Nam. Hiện tại, thương mại song phương của hai nước lên tới 170 tỷ đô la Mỹ. Đó là con số chính ngạch
nói điều này để thấy con số trên chưa phải là tất cả. Thậm chí tính sơ sơ thì thương mại hai nước phải lên tới khoảng 200 tỷ đô la Mỹ, tức là gấp đôi thương mại Việt-Mỹ, dù Việt-Mỹ đang ở thời kỳ thăng hoa nhất. Nói về vị trí địa lý, cái này Việt Nam chẳng chạy đi đâu được. Người tiêu cực thì nghĩ Việt Nam nhờ bóng quá lớn phụ thuộc Trung Quốc. Ở góc độ tích cực thì thấy cây muốn lặng thì gió phải dừng. Trung Quốc hiểu rõ Việt Nam đang là nước chống Trung Quốc theo cách nhìn của họ ở Biển Đông một cách mạnh mẽ nhất. Tất nhiên Việt Nam luôn thể hiện rõ quan điểm không sử dụng vũ lực mà muốn giải quyết bằng hòa bình. Và điều này, chuyên gia Dmitry Moyakov cũng khẳng định Việt Nam tuyệt đối giữ vững lập trường của mình về vấn đề Biển Đông. Việt Nam đã tuyên bố rằng sẽ không sử dụng vũ lực quân sự để giải quyết vấn đề này. Đúng là chúng ta sẵn sàng giao thương mọi mặt với Trung Quốc. Chúng ta sẵn sàng làm ngơ một số điểm với Trung Quốc. Nhưng nếu Trung Quốc đụng tới chủ quyền dân tộc, đụng tới làn danh mà Việt Nam đã vạch ra, Trung Quốc phải dè chừng. Khi đó, sức mạnh của Việt Nam là không thể tưởng tượng nổi. Hẳn sự kiện Hải Dương 981 năm 2014 mà Trung Quốc coi như phép thử vẫn là bài học sâu sắc cho Trung Quốc tới ngày nay. Chưa kể hiện nay, sau Đại hội Đảng 20, Trung Quốc tiếp tục đề ra mục tiêu 100 năm tiếp theo. Để đạt được mục tiêu này, mong muốn của Trung Quốc là sự ổn định với các nước láng giềng. Mà hẳn là láng giềng quan trọng nhất với Trung Quốc chính là Việt Nam chúng ta. Vậy nên cũng dễ hiểu, khi ông Tập nói không thể điều gì ảnh hưởng tới quan hệ hai đảng, hai nhà nước, một điều quan trọng nữa ở trong khu vực, Việt Nam có tiếng nói nhất định với các nước Đông Nam Á, thậm chí có thế lực nào đó còn cho rằng Đông Nam Á chỉ là quân bài của Việt Nam. Qua cái sự nói quá đó đủ để thấy tiếng nói Việt Nam quan trọng như thế nào. Điều này chỉ ra rằng nếu có quan hệ tốt với Việt Nam thì chỉ có lợi cho Trung Quốc. Thưa các bạn, không biết các bạn nghĩ như thế nào? Nhưng có một thực tế rằng trên thế giới nước nào va chạm với Trung Quốc nhiều nhất thì đó chính là Việt Nam. Vì va chạm nhiều nên hiểu là điều đương nhiên. Nhưng hiểu đến mức có phần kiêng nể, thậm chí chỉ có sự dao động không hề nhẹ ngược lại. Với gã khổng lồ ôm mộng bá chủ thế giới thì còn bởi Việt Nam làm được những thứ mà nhiều nước không làm được. Có những thứ nước khác không có. Nói không quá rằng, trong 4.000 năm dựng và giữ nước của người Việt Nam đã sống chung với Trung Quốc. Sống trong lòng Trung Quốc, Việt Nam đã trải qua 4 thời kỳ Bắc thuộc. Nhưng trong suốt 4 lần đó, dân tộc Việt Nam vẫn giữ được bản sắc của mình mà không bị đồng hóa như các dân tộc khác trong tộc Bách Việt. Cùng trải qua quá trình sống chung đó, ông cha ta đã có những hướng đi của riêng mình để xây lập vị thế dân tộc. Đó là Bắc Hòa, Nam Đánh, là Tiến Hành, Nam Tiến. Trải qua các triều đại từ nhà Đinh đến thời các chúa Nguyễn, công vực lãnh thổ Việt Nam đã mở rộng và hình thành nên một lãnh thổ Việt Nam trải dài từ Bắc chí Nam, từ địa cầu Lũng Cú đến cực Nam mũi Cà Mau. Và ngày nay chúng ta tiếp tục hướng về biển và giữ biển, đó là một con đường hoàn toàn độc lập với Trung Quốc. Hơn nữa, trong dòng chảy từ quá khứ tới hiện tại, bao lần đụng độ với Trung Quốc, chúng ta có những bài học của riêng mình và hẳn Trung Quốc cũng vậy. Họ hiểu rõ, Việt Nam tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng hào kiệt đời nào cũng có. Việt Nam nhỏ nhưng có võ, mềm nhưng không dễ nắn. Đó là lý do vì sao quan hệ Việt-Trung luôn vừa hợp tác vừa đấu tranh, nghe có vẻ ngược đời nhưng lại là sự thật. Nó cũng cho thấy mối quan hệ này hàm chứa những tầng lớp nghĩa chồng xếp bên nhau mà hẳn không phải quốc gia nào cũng hiểu. Một điểm cần nói thêm, Việt Nam và Trung Quốc có chung hệ tư tưởng, có chung con đường xã hội chủ nghĩa. Hai đảng cộng sản của hai nước là hai độc đảng duy nhất, có đủ sức mạnh, niềm tin chính trị, lãnh đạo đất nước. Điều đáng ghi nhận hơn là Trung Quốc vươn lên thành siêu cường, cạnh tranh trực tiếp với Mỹ, còn Việt Nam đang trở thành ngọn hải đăng định hình nền kinh tế châu Á trong tương lai. Thành tựu của Trung Quốc và Việt Nam trong công cuộc xây dựng và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đang là nguồn cảm hứng cho nhau để hai nước cùng phát triển. Trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào tiến trình đi lên bền vững của Trung Quốc và Việt Nam, không cho phép bất cứ thế lực nào làm lung lay nền tảng thể chế phát triển của hai quốc gia xã hội chủ nghĩa. Còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì làm rõ, Trung Quốc hoàn toàn có quyền trông cậy vào sự hỗ trợ và hiệp lực với Việt Nam trong những vấn đề nhạy cảm của an ninh khu vực. Cụ thể, nhà lãnh đạo Việt Nam đoán chắc rằng Việt Nam sẽ duy trì hòa bình, giữ yên trên biên giới đất liền, hòa bình và ổn định trên biển, không để những vướng mắc trên biển ảnh hưởng đến đà phát triển chung của quan hệ song phương, theo tác giả bài viết.
về phía Mỹ, chẳng phải người Mỹ cũng hiểu rất rõ những điều này hay sao? Họ hiểu rằng Việt Nam sẽ chống Trung Quốc tới cùng nếu đụng tới giá trị bất khả xâm phạm của Việt Nam, ví dụ như vấn đề Biển Đông. Đó là lý do bất chấp quan hệ Việt-Trung ra sao, Mỹ vẫn tuyên bố họ sẽ luôn hiện diện ở Biển Đông, thậm chí sẵn sàng bảo vệ Việt Nam trước thế lực khác. Chuyên gia Dmitry Moshiyakov thậm chí còn nhận định rằng Hoa Kỳ cũng xuất phát từ đặc điểm đó, thấy Việt Nam là công cụ gây áp lực với Trung Quốc. Đối với Washington sẽ là lý tưởng nếu như sắp xếp được cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông, đề nghị Việt Nam cho phép tàu chiến Mỹ ra vào và đóng căn cứ ở cảng Cam Ranh, bằng cách nào đó thu hút hoặc gắn kết Việt Nam vào khối quân sự mà họ đang hình thành trong khu vực hoặc Auskurt hoặc là Quest. Vì vậy, việc Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện lập trường của Việt Nam là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, dù niềm khao khát của các chiến lược gia tại Washington có ra sao, Việt Nam vẫn thể hiện rõ quan điểm không chọn phe, càng không sẵn sàng cho việc gia nhập một liên minh chống Trung Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo hay ngược lại. Tác giả bài báo trên cũng thừa nhận Việt Nam không chọn phe, Hà Nội không có chuyện mập mờ giữa bên này bên kia. Theo đó, Việt Nam liên tục khẳng định không liên minh quân sự, không để cho các nước khác sử dụng căn cứ quân sự để chống nước khác. Nói một cách khác, nếu Mỹ có ý đồ biến Việt Nam thành Ukraine, thì nói thẳng là Mỹ thất bại ngay từ trong trứng nước. Trên tất cả các kênh ngoại giao, Việt Nam luôn vạch rõ làn danh đỏ với đường lối ngoại giao độc lập. Cũng chính vì sự độc lập của Việt Nam mà Mỹ lại ngày càng bị thu hút và nhận ra tầm quan trọng của Việt Nam. Bởi vậy, như chúng tôi đã từng nói, dù Mỹ, Việt có những điểm chưa thể tháo gỡ, thì Mỹ vẫn sẽ kiên trì với Việt Nam. Cuối cùng, sau tất cả chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc, hẳn thế giới đều phải thừa nhận Việt Nam luôn tôn trọng Trung Quốc và ngược lại. Trung Quốc cũng rất coi trọng Việt Nam, nếu không muốn nói là đặc biệt quan trọng. Chúng ta càng không thể phủ nhận quan hệ Việt-Trung có khí ấm, có khí lạnh, thậm chí có khi đóng băng. Nhưng tự chung lại là hai nước láng giềng cùng chung hệ tư tưởng, cùng đường lối xã hội chủ nghĩa, thì môi hở ít nhiều, răng cũng lạnh. Xưa các cụ có câu, bán anh em xa, môi láng giềng gần, thì không có lý gì. Ngày nay chúng ta lại đi ngược lại. Vịnh Subic, Philippines từng là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài. Nơi đây là mực nước sâu, neo thuyền an toàn và có vị trí chiến lược trong khu vực Thái Bình Dương. Tháng 4 năm 2018, Washington và Manila ký kết một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ có sự hiện diện lớn hơn trên lãnh thổ Philippines, tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai bên. Tuy nhiên, thỏa thuận đã bị tạm hoãn do thách thức pháp lý mà Tòa án tối cao Philippines đang xem xét. Mới đây, Hoa Kỳ đang đàm phán với Manila để mở rộng sự hiện diện quân sự tại nước này. Nhiều khả năng Washington sẽ đưa lực lượng của họ trở lại vịnh Subic ở miền Bắc Philippines, nơi quân đội Hoa Kỳ đã bỏ lại 30 năm trước. Chủ tịch cơ quan quản lý khu vực cảng tự do Subic, Rolin Paulino, nói với hãng thông tấn Kyodo rằng ông ấy sẽ rất ngạc nhiên nếu vịnh Subic không trở thành một cơ sở quân sự theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường giữa Mỹ và Philippines, cơ quan này đưa tin. Paulino lưu ý rằng hầu hết người dân địa phương có thiện cảm với Hoa Kỳ vì trước đây họ đã sống gần quân đội Hoa Kỳ trong một thời gian dài. Ông cũng cho rằng chuyến thăm vừa qua của đại sứ Mỹ tại Philippines Mary Kay Carson chứng tỏ tầm quan trọng của vịnh Subic đối với Washington vì đây là điểm tiếp cận được Biển Đông. Kyodo cũng lưu ý rằng, theo chính quyền Philippines, trước đó hai công ty Trung Quốc đã cố gắng giành quyền kiểm soát nhà máy đóng tàu ở vịnh Subic nhưng bị Mỹ ngăn cản. Hoa Kỳ và Philippines đang đàm phán về việc lựa chọn thêm 5 địa điểm nữa trên lãnh thổ Philippines, nơi người Mỹ có thể xây dựng các cơ sở quân sự và triển khai khí tài quân sự. Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường được ký kết vào năm 2014, có thời hạn 10 năm. Trung Quốc và các thành viên ASEAN, Philippines, Malaysia, Brunei, Việt Nam đang tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa ở Biển Đông. Trung Quốc đã biến một số dạng san hô và đảo san hô thành 7 hòn đảo nhân tạo, xây dựng đường băng và các cơ sở quân sự khác. Mỹ cáo buộc Bắc Kinh thiết lập căn cứ quân sự trên quần đảo tranh chấp. Chính quyền Philippines đã đệ trình 189 công hàm nhằm phản đối Trung Quốc trong năm 2022 do tình hình ở Biển Đông. Điều này đã được công bố vào hôm thứ Năm bởi Bộ Ngoại giao Philippines. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines được đưa ra sau khi Manila yêu cầu Bắc Kinh giải thích về việc đánh chặn một phần tên lửa đáp xuống vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông vào cuối tuần qua. Tập đoàn truyền thông ABC dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Teresita Daza cho biết,
Tính đến ngày thứ ba tuần trước, Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi 189 công hàm phản đối, 61 trong số đó được chính quyền hiện hành đệ trình. Hãng thông tấn xã Philippines đưa tin dẫn lời Phó Đô đốc Alberto Carlos, người đứng đầu Bộ Tư lệnh phía Tây của quân đội Philippines, đưa tin rằng lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã ngăn cản quân đội Philippines thu hồi lên khỏi mặt nước các mảnh vỡ từ cái được gọi là tên lửa Trường Chinh 5 của Trung Quốc. Với sự giúp đỡ của tên lửa, vào cuối tháng 10, một mô đun đã được phóng lên trạm không gian Thiên Cung, hiện đang được Trung Quốc xây dựng. Đầu tuần này, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có chuyến thăm tới Philippines và bà tuyên bố rằng Washington sẵn sàng hỗ trợ Manila liên quan đến tình trạng nước này đang bị đe dọa và cưỡng ép ở Biển Đông. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào tuần trước. Nhà phân tích Piotr Chestov của Sputnik viết rằng kết quả là ông ta cảm thấy mình đang trong tình trạng trên đe dưới búa. Cuộc gặp gỡ Tổng thống Ferdinand Marcos và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Bangkok. Đối với Chủ tịch Tập, đây là một trong nhiều cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại tất cả các cuộc gặp này, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thúc đẩy ý tưởng rằng Trung Quốc ủng hộ tự do hóa quan hệ thương mại vì sự cởi mở và phát triển hợp tác kinh tế khu vực. Các kế hoạch hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Philippines là trung tâm của cuộc đối thoại giữa Tập Cận Bình và Marcos. Nhà lãnh đạo Trung Quốc hứa sẽ thúc đẩy sự phát triển của Philippines trong nông nghiệp, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và năng lượng sạch. Theo một số chuyên gia, cuộc gặp lần này có thể trở thành động lực thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa Philippines và Trung Quốc phát triển hơn nữa. Đối với tình hình ở Biển Đông, nơi các bên có ý kiến khác nhau về quyền sở hữu nhà nước đối với các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, ông Tập Cận Bình kêu gọi giải quyết tranh chấp này hoàn toàn thông qua tham vấn. Chuyến thăm Philippines của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris diễn ra trong một giọng điệu hoàn toàn khác. Sự kiện này diễn ra chỉ 3 ngày sau cuộc gặp giữa ông Marcos và ông Tập Cận Bình ở Bangkok. Tất nhiên, đó là một chuyến thăm rất quan trọng đối với Philippines. Lần đầu tiên sau nhiều năm, đất nước này được một chính khách Mỹ có cấp bậc cao đến thăm và người Philippines hài lòng rằng bà Harris hứa sẽ hỗ trợ kinh tế cho đất nước. Nhưng không phải người dân Philippines nào cũng hài lòng trước việc bà Harris quyết định đổ thêm dầu vào lửa tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Quốc. Vào một ngày trong chuyến thăm của mình, bà Kamala Harris đã đến thăm làng ngư dân và căn cứ của lực lượng biên phòng Philippines trên bờ biển đảo Palawan, nằm gần với khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Các quan chức Mỹ vẫn chưa đến những nơi này. Trong bài phát biểu của mình, bà Kamala Harris nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ các quy định của Tòa án La Hay năm 2016 và sẽ cùng với các đồng minh và đối tác của mình phản đối hành vi bất hợp pháp và vô trách nhiệm. Mặc dù bà Harris không nói cụ thể đây là hành vi gì, nhưng mọi người đều hiểu bà ám chỉ Trung Quốc. Và các phán quyết của Tòa án La Hay vào năm 2016, như mọi người đều biết, đã tuyên bố nhiều hành động của chính quyền Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp. Đánh giá của Anna Milidogui, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Philippines cũng hoàn toàn đúng đắn khi bà gọi chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ là khá khiêu khích và kích động. Và không có gì ngạc nhiên khi ở Manila diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối chuyến thăm của Kamala Harris. Trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ, hai bên còn đề cập tới các vấn đề hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Hiệp ước phòng thủ chung năm 1951 và các thỏa thuận khác giữa Philippines và Mỹ tiếp tục cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ trên các đảo này nhằm mục đích phát triển kỹ thuật hơn nữa trong một số cơ sở quân sự ở Philippines. Hoa Kỳ sẽ phân bổ khoản tiền 66,5 triệu đô la. Tình thế của Tổng thống Philippines thật không dễ dàng chút nào. Những ngày này, ông đang trong thế trên đe dưới búa. Ông bị quyến rũ bởi các dự án kinh tế của Trung Quốc, nhưng ông cũng sợ sức mạnh quân sự của nước này. Đồng thời, ông tin rằng liên minh quốc phòng với Hoa Kỳ có thể đảm bảo an ninh cho Philippines. Và nhìn chung, như ông Marcos Jr. đã từng nói, tôi không thấy tương lai cho Philippines nếu không có Mỹ. Và đối với Mỹ, tương lai vị thế của họ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương phần lớn phụ thuộc vào quan hệ với Philippines. Quân đội Mỹ ở Philippines có thể đóng vai trò quyết định trong cuộc xung đột ở Biển Đông và xung quanh Đài Loan. Đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ đã hứa rằng nước ông sẽ cung cấp cho người Mỹ các căn cứ trên quần đảo nếu vấn đề Đài Loan biến thành một cuộc xung đột quân sự. Đồng thời, Ferdinand Marcos tuyên bố rằng ông không muốn phải đối mặt với sự lựa chọn sẽ đứng về phía siêu cường nào, Trung Quốc hay Hoa Kỳ.
Vì vậy, ông phải tìm cách cân bằng tình hình và điều quan trọng là sau đó ông ta sẽ hành động dựa trên những nguyên tắc nào, đứng từ lợi ích của người dân đất nước hay nghe theo những tham vọng cá nhân của mình. Căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiếp diễn trong nhiều năm do yêu sách của một số nước trong khu vực đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Các quốc gia liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu vùng lãnh thổ này là Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo. Ngoài vị trí chiến lược nằm ở ngã tư của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa được các chuyên gia đánh giá là nơi tập trung trữ lượng dầu và khoáng sản lớn. Tại các hội nghị, họp báo quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện rõ lập trường của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Hà Nội nhiều lần tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo đó, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tái phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, vốn đã được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982 cũng như Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên COC. Ứng xử với quốc gia phương Đông khổng lồ và khó lường Trung Quốc đang là bài toán chiến lược hóc búa nhất của Mỹ. Mối giao bang Mỹ-Trung ngày càng thể hiện rõ bản chất là cạnh tranh không khoan nhượng giữa một cường quốc đang vượt lên và một cường quốc đang bị lung lay và mất dần sức bật. Trong cuộc đối đầu của hai ông lớn, Việt Nam là nước có vị thế có 1-0-2. Chỉ chưa đầy một tuần, Bác Trọng rời Bắc Kinh về Hà Nội, thì phía Mỹ dục dịch đưa tin Tổng thống Biden sẽ thăm Việt Nam trong tháng 11 này. Thú vị là ngay lập tức Trung Quốc cũng vội vàng bật tín hiệu về việc mở cửa biên giới với Việt Nam. Câu hỏi đặt ra ở đây là mở cửa biên giới là cách để Trung Quốc tiếp tục chạy đua với Mỹ trong việc tái khẳng định tầm quan trọng của Bắc Kinh với Việt Nam hay không? Mỹ sẽ làm gì để khẳng định Việt Nam quan trọng nhất với họ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian tới? Nếu bạn thích thú với chủ đề này thì hãy theo dõi hết video nhé! Các bạn thân mến, ông bà ta có câu, có thực mới vực được đạo. Nay các bạn trẻ hay nói anh em hết tiền mới biết lìa mặt nhau. Điều này phần nào nói rằng vật chất quyết định ý thức, chân lý ấy khó thay đổi. Nói rộng ra trong quan hệ bang giao Việt-Trung, ngoài việc nước xa không cứu được lửa gần, ngoài chuyện bán anh em xa mua láng giềng gần, thì kinh tế vẫn còn là bài mà ông anh Trung Quốc thường dùng mỗi khi giận dỗi người em Việt Nam để chứng tỏ sức mạnh đầu tiên. Công bằng mà nói với Việt Nam, thị trường lớn nhất và quan trọng nhất của chúng ta là Trung Quốc. Mỹ cấm vận thì Việt Nam vẫn gọi là tạm ổn, nhưng hẳn nếu Trung Quốc cấm vận thì với Việt Nam sẽ là một câu chuyện vô cùng khó khăn. Các bạn cứ nhìn hàng nghìn chiếc xe chở nông sản nối đuôi nhau xếp hàng dài cả chục km ở cửa khẩu trong đầu năm 2022 là đủ hiểu thị trường Trung Quốc quan trọng với Việt Nam ra sao. Nông dân Việt chỉ cần nghe loáng thoáng Trung Quốc đóng cửa khẩu này, khép cửa khẩu kia là cũng xanh mặt rồi. Bắc Tập thì cũng thuộc dạng bậc thầy trong việc chọn thời điểm để thể hiện tầm quan trọng sức mạnh của thị trường Trung Quốc tới hầu bao của người Việt Nam. Vì thế, ngay khi nghe phong phanh bên trời Tây thông tin bác Biden sẽ lặn lội sang thăm Việt Nam trong những ngày tới, thì ngay lập tức thông tin Trung Quốc sớm mở cửa được dần dần đăng tải. Bắc Tập lo lắng không ạ? Lo lắng chứ, bởi chẳng biết bác Biden sang gặp bác Trọng sẽ nói với nhau điều gì, thỏa thuận hợp tác nào sẽ đạt được. Mỹ vốn chơi lớn và nổi tiếng chơi tất tay mà, nên không khẩn trương cũng không được. Cho đến khi Zero Covid mới hoàn toàn mở cửa biên giới thì hàng hóa Việt Nam sang hết trời Âu rồi còn đâu. Bắc Kinh làm căng quá thì Việt Nam mở cửa đón Mỹ, thậm chí sẵn sàng cho chuối, thanh long, vải thiều đi máy bay hạng thương gia sang hẳn đất nước Mỹ. Vậy nên, trong suốt tuần qua, các bài trên mạng xã hội nói về khả năng Trung Quốc nới lỏng các quy định kiểm soát COVID-19 vào tháng 3 năm sau sẽ được đưa ra. Tại hội nghị ngành ngân hàng hôm đầu tháng, một vị quan chức kiểm soát dịch bệnh cấp cao của Trung Quốc cũng nói rằng sẽ có những thay đổi đáng kể đối với chính sách Zero Covid diễn ra trong vòng 5-6 tháng tới. Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin, bắt đầu từ tháng này, một số sân bay và nhà ga, tàu cao tốc không còn yêu cầu hành khách xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính đối với COVID-19 có hiệu lực trong vòng 48 giờ. Báo chí Hồng Kông cũng cho biết, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang xem xét các bước để mở cửa trở lại dần dần. Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo đạt được thỏa thuận cho phép người nước ngoài tại Trung Quốc được tiêm vaccine COVID-19 của liên doanh Mỹ-Đức Pfizer-BioNTech.
Thông báo này cũng làm dấy lên kỳ vọng rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị mở cửa trở lại. Cũng phải nói thêm rằng, trước đó, trong cuộc gặp hôm cuối tháng trước, cả Trung Quốc và Việt Nam đều hiểu rõ tầm quan trọng của giao thương hai nước, nên không lạ khi một trong những điểm nổi bật trong thông cáo chung là tăng cường thương mại. Thông cáo chung ghi rõ, hai bên nhất trí áp dụng các biện pháp thiết thực nhằm giảm bớt vấn đề mất cân bằng thương mại giữa hai nước, thúc đẩy xuất nhập khẩu nhiều hơn nữa các sản phẩm nông sản, thực phẩm chất lượng cao của hai nước. Phía Trung Quốc sẽ tích cực thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường cho khoai lang, các loại hoa quả có múi, tổ yến và một số nông thủy sản của Việt Nam. Phía Việt Nam sẽ tích cực thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường cho sữa của Trung Quốc. Điều chúng ta ngạc nhiên là thông thường từ văn bản tới thực thi là khoảng cách khá xa theo đặc thù của văn hóa phương Đông. Tuy nhiên, chuyện lần này lại là khác. Ngay sau khi Bắc Kinh về nước chưa đầy một tuần, thì phía Trung Quốc đã thông tin sớm mở cửa biên giới. Trong khi đó, hai năm qua, Trung Quốc vẫn kiên trì một mục tiêu Zero Covid. Trước sự thay đổi này, các chuyên gia cho rằng một phần Trung Quốc đang chuẩn bị cho chiến dịch mở cửa toàn diện để thực hiện mục tiêu 100 năm tiếp theo. Mặt khác, Trung Quốc đang thể hiện cam kết của họ với Việt Nam sau chuyến thăm của Bắc Trọng và tất nhiên cũng muốn gửi tới Mỹ rằng Việt-Trung không chỉ có tình cảm láng giềng mà còn là gắn bó sâu sắc về lợi ích kinh tế. Các bạn đều biết Trung Quốc là thị trường lớn nhất của Việt Nam nhiều năm qua. Năm 2021, bất chấp Covid-19, thương mại song phương của hai nước chạm ngưỡng 166 tỷ đô la Mỹ. Ngoài con đường chính ngạch thì buôn bán qua đường tiểu ngạch của hai nước vẫn được cho là rất rầm rộ. Sang năm 2022, chỉ với 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu sang Trung Quốc trên 41 tỷ đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng đã xuất khẩu sang Việt Nam trên 91 tỷ đô la Mỹ. Với con số này và còn 3 tháng năng suất cuối năm, chắc chắn thương mại hai nước sẽ chạm con số 170 tỷ đô la Mỹ. Nếu năm 2023 Trung Quốc mở cửa hoàn toàn và có nhiều chính sách thúc đẩy thương mại hai nước, con đường xuất nhập khẩu được khơi thông thì thương mại hai chiều chạm ngưỡng 200 tỷ đô la Mỹ có thể không phải là cái đích. Trong khi đó, như chúng tôi từng nói, quan hệ Việt-Mỹ đang ở thời kỳ mật ngọt nhất thì thương mại song phương hai nước cũng chỉ ở mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Nếu so sánh thì rõ ràng thương mại song phương Việt-Trung vẫn là nhất, Mỹ khó lòng đuổi kịp. Vậy Mỹ sẽ làm gì để đáp lại Trung Quốc trong cuộc đua theo đuổi cô gái Việt Nam đây? Rõ ràng, Mỹ không từ bỏ, thậm chí chơi lớn khi tại Hà Nội tuyên bố rằng Việt Nam có thể trông cậy vào mối quan hệ với Mỹ. Chúng ta chưa rõ Tổng thống Biden có sang thăm Việt Nam trong thời gian tới hay không, khi bầu cử giữa kỳ của Mỹ đang diễn ra. Nếu có, cũng chưa rõ Tổng thống Biden sẽ mang theo thông điệp cụ thể gì. Tuy nhiên, thông điệp gần đây nhất của Mỹ vào tháng 10, Mỹ không ngần ngại khẳng định Việt Nam có thể trông cậy vào mối quan hệ với Mỹ ngay trên đất Hà Nội. Thông điệp này, ngôn ngữ này trong ngoại giao quả không thể xem nhẹ. Chúng tôi xin trích lại phát biểu của trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Kirstenbrink trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam như sau. Chúng tôi nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với khu vực và với Việt Nam. Việt Nam có thể trông cậy vào mối quan hệ với Mỹ. Chúng tôi quan tâm và chú trọng vào sự thành công của Việt Nam với niềm tin là Mỹ sẽ an ninh và thịnh vượng hơn khi những đối tác của chúng tôi thành công. Nên nhớ, năm 2023, Việt-Mỹ sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện. Mỹ cũng bày tỏ rất chân tình. Chúng tôi mong sẽ hợp tác với các đối tác bạn bè ở Việt Nam để nâng mối quan hệ giữa hai quốc gia lên một tầm cao mới. Trước thông điệp của Mỹ, chúng ta có thể đoán rằng bước đi tiếp theo cho năm 2023 là phải thuyết phục Việt Nam bằng được trong việc nâng tầm quan hệ hai nước, cụ thể từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện để ít nhất ngang bằng với Trung Quốc, từ đó để Việt Nam có thể trông cậy vào Mỹ như chính mong muốn và cam kết của Mỹ. Các bạn thân mến, chưa rõ Việt Nam sẽ trông cậy vào Mỹ như thế nào, nhưng nếu Trung Quốc sớm mở cửa, chắc chắn đây sẽ là tín hiệu vô cùng tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Các chuyên gia cũng đều nhận định, khi Trung Quốc nới lỏng các chính sách Zero Covid, chắc chắn là Việt Nam sẽ được hưởng lợi ngay trong quý tư này. Khơi thông con đường xuất khẩu của Việt Nam từ nông sản đến dệt may, từ du lịch tới hàng không. Trong báo cáo mới đây, các tổ chức cũng cho biết giá nhiều mặt hàng chủ chốt bao gồm năng lượng và nông sản đang giảm dần sau một thời gian dài tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Điều này thúc đẩy biên lợi nhuận cho các mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt ba nhóm ngành được dự báo hưởng lợi từ động thái mở cửa của Trung Quốc là một nhóm ngành tiêu dùng, lương thực, chăn nuôi.
Trung Quốc mở cửa nền kinh tế có thể tác động tích cực đến biên lợi nhuận gộp của nhóm ngành tiêu dùng, lương thực và chăn nuôi. Khi đó, xu hướng giảm của chi phí vận chuyển cùng vấn đề tắc nghẽn tại các cảng của Trung Quốc được giải quyết. Ngoài ra, các doanh nghiệp có đóng góp từ doanh thu xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ phục hồi đáng kể khi nhu cầu phục hồi như nhóm xuất khẩu lúa gạo. 2. Ngành hàng không. Trong trường hợp Trung Quốc mở cửa trở lại, ngành hàng không sẽ được hưởng lợi do các đường bay quốc tế phục hồi. Trung Quốc là thị trường hàng không lớn nhất đến Việt Nam. Sản lượng khách du lịch đến từ Trung Quốc chiếm 32% tổng sản lượng khách quốc tế trước dịch. 3. Ngành thủy sản. Việc mở cửa của Trung Quốc sau thời gian dài theo đuổi chính sách Zero Covid sẽ có tác động tích cực đối với ngành cá tra của Việt Nam. Trung Quốc luôn thuộc nhóm thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất. Việc tiêu dùng bị thắt chặt trong gần 3 năm dịch khiến nhu cầu bị kìm nén trong khi tồn kho ở mức thấp. Do đó, BSC kỳ vọng việc Trung Quốc mở cửa sẽ kéo theo nhu cầu tiêu thụ cá tra tăng cao, giúp cả ngành cá tra tăng trưởng. Là người Việt Nam, chúng ta không phủ nhận Việt Nam phần nào được lợi từ sự căng thẳng của quan hệ Mỹ-Trung. Sự o bế của hai ông lớn đang được Việt Nam tận dụng để xây dựng đất nước vững về chính trị, mạnh về kinh tế. Nhưng Việt Nam hiểu rõ lịch sử thế giới trước hết là cuộc đua tranh quyền lực giữa các nước lớn. Từ thời kỳ lịch sử xa xưa, thế giới đã không ngừng bị cày xới bởi những cuộc chiến tranh của các đế chế, các cường quốc. Hiện thời, khuấy động khuynh đảo vũ đài quốc tế không ai khác vẫn là những ông lớn đã và đang án ngữ mặt tiền đời sống thế giới từ nhiều thập kỷ này. Vậy nên, với vị thế có 102 của Việt Nam, chắc chắn cuộc chạy đua theo đuổi cô gái Việt Nam của Mỹ, Trung sẽ còn nhiều điều hấp dẫn. Hồi tháng 5 năm 2022, trong cuộc gặp nhân hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Joe Biden, mong ông Biden sẽ tới thăm Việt Nam. Thời điểm đó, ông Biden dường như chưa mặn mà mấy với lời mời này của lãnh đạo Việt Nam bởi vì còn khá bận rộn với các vấn đề nóng như xung đột Nga-Ukraine, chuẩn bị cho công tác bầu cử cuối năm và nhất là căng thẳng với Trung Quốc. Và từ lời mời ấy vẫn chưa bỏ ngỏ cho tới tận gần đây. Ngay sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến thăm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với rất nhiều ấn tượng và dư âm tốt đẹp được lan truyền rộng rãi trên khắp các mặt trận truyền thông quốc tế, ông chủ Nhà Trắng dường như đã không thể thờ ơ với Việt Nam và quyết định sẽ thăm chính thức Việt Nam vào tháng này. Không biết là điều gì đã khiến ông Biden gấp rút đưa ra quyết định này. Như vậy, phải chăng việc cụ tổng của chúng ta sang Trung Quốc thưởng trà mấy ngày nay đã khiến Mỹ phải bất an, lo lắng điều gì? Cùng với tin mới, tìm hiểu trong video ngày sau đây nhé! Đầu tiên, cần khẳng định một điều chắc nịch, đó là chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc vừa qua đã diễn ra thành công mỹ mãn và trở thành sự kiện trọng điểm của mặt trận báo chí, truyền thông quốc tế suốt tuần lễ vừa qua. Như lời nhận định của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Ba, thì chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc có vai trò quan trọng khi đã kế thừa quá khứ và hướng tới tương lai. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc được tổ chức thành công Đại hội Đảng khóa 20. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp mặt và tiếp xúc với Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới. Bởi vậy, chuyến thăm mang ý nghĩa không chỉ tăng cường trao đổi giữa lãnh đạo cao nhất của hai đảng, mà còn là sự trao đổi kịp thời giữa tập thể lãnh đạo hai đảng. Kết quả sau chuyến thăm chắc chắn sẽ có ý nghĩa định hướng đối với sự hợp tác phát triển trong thời gian tới giữa hai đảng, nhà nước. Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh thêm rằng ý nghĩa của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam và ảnh hưởng của quan hệ hai nước đã vượt qua ý nghĩa của quan hệ song phương mang tính chất cao hơn. Điều này được thể hiện trong hội đàm giữa hai tổng bí thư và trong tuyên bố Trung Quốc-Việt Nam có câu thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đảng và xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi đảng, không ngừng phát triển cùng nỗ lực vì sự nghiệp hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Chắc chắn, sau chuyến thăm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời kỳ mới, tình hình mới sẽ đạt được nhiều sự phát triển và lên một tầm cao mới. Chính báo chí Trung Quốc phải thẳng thắn công nhận rằng chuyến thăm lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới nước họ là chuyến thăm không hề tầm thường khi mà hiện nay Trung Quốc và Việt Nam là hai nhà nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất trong số 5 nước còn theo chế độ xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang bước vào giai đoạn ngày càng tốt đẹp, nồng ấm, độ tin cậy cao. Điều này trái ngược hoàn toàn với quan hệ Mỹ-Trung đang ngày càng rạn nứt nghiêm trọng do sự vươn mình trỗi dậy của Trung Quốc đe dọa trực tiếp đến vị trí bá chủ thế giới của Mỹ. Vì vậy, để bảo vệ ngôi vương của mình khỏi nanh vuốt tham vọng của Trung Quốc, ngay từ những thập niên đầu thế kỷ 21, Mỹ đã quyết định xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương, nơi có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược toàn cầu của họ. Mà nhân tố quan trọng nhất để Mỹ duy trì thế cân bằng với Trung Quốc ở khu vực này không ai khác chính là Việt Nam chúng ta. Cho tới nay, bất chấp chiến tranh ở Ukraine cung cấp vấn đề chính trị trong nước, chính quyền Tổng thống Biden vẫn đang nỗ lực làm mới chính sách xoay trục sang châu Á để ủng hộ các mối quan hệ và đẩy lùi sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Bởi vậy, ngay từ khi nhận thấy mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiến triển tích cực, nhất là sau chuyến thăm chính thức vừa qua của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc, Mỹ đã không thể đứng im làm ngơ mà ngay lập tức phải phát ra tín hiệu SOS bằng việc liên lịch chính thức sang thăm Việt Nam một chuyến với khẩu hiệu chuẩn bị sẵn sàng quan hệ đối tác và thúc đẩy một khu vực kết nối trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ rất coi trọng việc làm sâu sắc hơn quan hệ với đồng minh và xây dựng các đối tác có thực lực, trong đó có Việt Nam. Kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ, vai trò đối tác của Việt Nam với Mỹ ngày càng trở nên quan trọng. Điều này là hệ quả tất yếu của hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và năng lực ngoại giao đa phương đã nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Điển hình là việc Việt Nam rất chủ động trong việc xây dựng đồng thuận ASEAN và phát huy vai trò là người dẫn dắt các thể chế quốc tế mà ASEAN có vai trò trung tâm. Việt Nam đã có những đóng góp rất quan trọng trong việc tổ chức hoạt động của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+ và đặc biệt khuyến khích sự tham gia của Mỹ tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á EAS. Uy tín của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao nhờ những thành công trong các hoạt động gìn giữ hòa bình. Vai trò thành viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021. Năm 2014, Việt Nam đã ủng hộ các nguyên tắc ngăn chặn trong bộ sáng kiến phổ biến an ninh của Mỹ. Và yếu tố thứ hai đến từ việc Việt Nam có quan hệ tốt với nhiều đối tác hợp tác của Mỹ và cả những nước mà Mỹ coi là đối thủ trong khu vực như Nga, Trung Quốc, Triều Tiên. Ngoài ra, Việt Nam cũng có quan hệ chính trị, thương mại, văn hóa tốt với hai đồng minh truyền thống của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Mỹ sẽ chú trọng tới những điểm tương đồng về lợi ích giữa hai nước, tranh thủ năng lực ngoại giao, mối quan hệ truyền thống của Việt Nam và các đồng minh mới trong khu vực để gây tác động ảnh hưởng, thúc đẩy những quan điểm, chính sách có lợi cho Mỹ trong khu vực. Trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dễ dàng nhận thấy Trung Quốc là đối tượng, mục tiêu mà Hoa Kỳ nhắm tới, còn Việt Nam sẽ đóng vai trò đối tác quan trọng như một dây cương hỗ trợ Mỹ, kìm giữ sự trỗi dậy của con rồng lớn châu Á-Trung Quốc. Không chỉ vậy, đối với Washington, Việt Nam còn là cầu nối quan trọng giữa Mỹ với ASEAN, coi ASEAN và Việt Nam là bộ phận quan trọng trong chính sách duy trì an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á nói riêng và châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Tận dụng những vấn đề tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông và chính sách mở cửa hội nhập của Việt Nam trong thời điểm hiện tại, Mỹ tranh thủ lôi kéo Việt Nam tham gia vào chiến lược của Mỹ hoặc phần nào đó giành lại thế cân bằng trong khu vực bằng việc đẩy mạnh quan hệ tích cực với Việt Nam và các nước ASEAN. Mục đích cuối cùng mà Nhà Trắng hướng tới là tạo ra một thế cân bằng mới trong khu vực. Như vậy, để đạt được mục đích này, nhìn từ góc độ của Mỹ, có thể nói nước này không thể nào để tuột khỏi tay mối quan hệ với Việt Nam. Tới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến đến thăm Việt Nam trong các cuộc họp đa phương diễn ra tại khu vực Đông Nam Á như hội nghị cấp cao APEC, hội nghị cấp cao Đông Á và hội nghị thượng đỉnh G20. Tờ The Diplomat, một tạp chí tin tức quốc tế về chính trị, xã hội, văn hóa ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương bình luận rằng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trước chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden được coi là một biện pháp ngoại giao vô cùng khéo léo để Trung Quốc hiểu rằng mối quan hệ Việt-Trung vẫn luôn là ưu tiên ngoại giao của Việt Nam. Hoàn toàn không có chuyện Việt Nam ngả về phe Mỹ để chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, có thể nào xảy ra trường hợp chuyến thăm này mang ý nghĩa là Việt Nam đứng về phía Trung Quốc để chống lại Mỹ. Hiện nay, Việt Nam đang ở vòng xoáy của sự cạnh tranh gay gắt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Do đó, để tránh một cuộc đối đầu căng thẳng, tránh tình trạng biến Việt Nam trở thành chiến trường của hai bên Mỹ-Trung, hơn ai hết, Việt Nam cần phải cực kỳ thận trọng, khôn khéo trong việc cân bằng mối quan hệ của mình với cường quốc.
Một mặt duy trì quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc luôn là ưu tiên hàng đầu của ngoại giao Việt Nam, nhưng đồng thời Việt Nam cũng cần phải xoa dịu những lo ngại của Trung Quốc về mối quan hệ Việt-Mỹ đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, nhất là hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ về vấn đề Biển Đông. Thực tế, Việt Nam đã và đang luôn làm tốt điều đó. Kết quả tốt đẹp của chuyến thăm vừa qua chính là một minh chứng cho thấy Việt Nam đã thực hiện rất thành công triết lý ngoại giao cây tre, khiến Trung Quốc dù trong lòng vẫn luôn tồn tại mối xích mích với Việt Nam về vấn đề Biển Đông, nhưng vẫn phải tôn trọng, nhún nhường và công nhận tầm quan trọng của Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam từ lâu đã luôn kiên định và trung thành tuyệt đối với chính sách quốc phòng 4-0, đó là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Quan điểm và chính sách quốc phòng 4-0 của Việt Nam nhằm thúc đẩy hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định lại lập trường này, và điều đó khiến Trung Quốc tin tưởng rằng mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ không bao giờ làm tổn hại đến quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc. Đương nhiên, cũng sẽ ngầm hiểu rằng điều ngược lại cũng vậy. Theo nhận định của trang The Diplomat, sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc là điều tất yếu. Việt Nam dù muốn hay không thì cũng khó tránh khỏi việc đứng giữa sự tranh giành quyền lực của hai nước lớn. Tuy nhiên, càng trong tình thế ngặt nghèo mới càng thấy tài năng ngoại giao của các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn biết cách điều chỉnh mối quan hệ tay ba giữa Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ, cân bằng và phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước. Các bạn khán giả có suy nghĩ thế nào về chuyến thăm Trung Quốc vừa kết thúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và dự đoán gì về chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Mỹ?